các đồ chơi này đều được sản xuất bằng những cây, những gỗ mà ở đất nước Việt Nam cũng có, hoặc là bất kỳ chỗ nào cũng có cây. Và cái cây này thì người ta được chế biến để tạo thành những cái đồ chơi cho trẻ chơi, thì trẻ được thấy rằng là tất cả những cây đấy nó đều có ý nghĩa và có tác dụng. Hôm nay con chơi các trò chơi ở đây thì con thấy rất là vui ạ. Con làm được mô hình ô tô ạ. Con thấy chỉ cần 3 bước là xong ạ. Đơn giản là muốn làm cái sân chơi trẻ em thì muốn là cùng nhau làm thử xem thế nào. Thì sau khi làm cái đầu tiên thấy mọi người đón nhận rất là tốt, cả truyền thông và cả cộng đồng nữa. Thì là bọn tôi tiếp tục nhận được rất là nhiều đề nghị từ phía cộng đồng là làm sân chơi cho họ. Thế bọn tôi cứ tiếp tục làm thôi. Thế là làm được rất là nhiều dự án sân chơi thú vị ở Hà Nội và trên khắp cả nước nữa. Mình thấy là rất là tốt và bổ ích cho trẻ. Trẻ được trải nghiệm này, được hiểu biết hơn. Sân chơi như này tôi thấy là không phải ý nghĩa cho trẻ em mà cả người lớn nữa. Đấy. Bởi vì ở nhà không có điều kiện để cho các cháu nó trải nghiệm. Đến đây có đầy đủ các cái phương tiện và dụng cụ giúp cho các cháu thực hiện ý muốn. Nếu mà cái mô hình này rộng hơn được tí nữa và ở nhiều nơi hơn nữa thì có lẽ tốt hơn.